Những cái nước mà có nền giáo dục phát triển thì chỉ có những người xuất sắc nhất mới được vào giáo dục thôi. Những người bình thường không vào giáo dục được, bởi vì đó là công việc cực kỳ khó. Và đặc biệt là như ở Phần Lan chẳng hạn, người ta hay ca ngợi cái nền giáo dục Phần Lan là một nền giáo dục tốt, phổ việc rồi giáo dục phổ thông á. Ở Phần Lan thì những người mà vào giáo dục là phải những người xuất sắc nhất, chứ người bình thường không bao giờ thi đậu đấy vào cái ngành giáo dục. Và khi vào giáo dục rồi thì những người mà xuất sắc nhất sẽ được chọn đi dạy tiểu học. Và đối với những người đứng lớp tiểu học thì phải có trình độ từ thạc sĩ trở lên về giáo dục, và phải có chứng chỉ hành nghề mới được đứng lớp tiểu học. Còn đối với dạy cấp 2, cấp 3 thì cử nhân cũng được. Tức là đối với họ, giáo dục tiểu học không chỉ là dạy chữ hay dạy số, mà đó là định hình nhân cách cho cả đời một con người. Cái công việc đứng lớp tiểu học phải ở trình độ của một nhà giáo dục thực sự. Họ đang làm công việc của một nhà giáo dục, chứ không phải là một giáo viên bình thường.